VietJack, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/VietJack Official Store. Cô gửi lời chào đến tất cả các em học sinh. Các em thân mến, ở buổi trước chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong tiết đọc hiểu văn bản Cảm Hoài của tác giả Đặng Dung. Ngày hôm nay chúng ta cùng chuyển sang văn bản đọc hiểu thứ hai. Và trước khi giới thiệu tên văn bản, cô có một phần khởi động dành cho các em như sau. Các em đã được đọc hoặc được học những bài thơ nào viết về đề tài người lính cách mạng Việt Nam? Hãy chia sẻ cùng với cô một đoạn thơ mà các em yêu thích nhé. Cô cảm ơn câu trả lời của tất cả các em học sinh. Các em thân mến, chiến tranh mặc dù đã qua đi rất lâu, những hạt bụi thời gian có thể phủ dày lên hình ảnh của những người anh hùng vô danh, nhưng văn học với sứ mệnh thiêng liêng của nó đã khắc tạc vĩnh viễn vào tâm hồn người đọc chúng ta hình ảnh những con người anh hùng của đất nước. Họ đã dùng máu và nước mắt của mình để tô lên hai chữ độc lập của dân tộc. Tây Tiến là một trong những bài thơ tiêu biểu trong giai đoạn lịch sử khốc liệt những năm 1945 đến năm 1954. Và cũng thông qua bài thơ này, nhà thơ Quang Dũng đã dùng bút lực của mình để vẽ lên thi đàn văn chương một bức tượng đài người lính Tây Tiến vừa lãng mạn hào hoa, vừa hào hùng bi tráng. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tác phẩm này nhé. Không để các em phải chờ lâu, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bài học, đó chính là phần đọc và tìm hiểu chung. Trước tiên, với phần đọc văn bản. Khi tiến hành đọc bài thơ thì các em lưu ý, chúng ta sẽ cần phải đọc to, rõ ràng, mạch lạc. Có những phần các em cần phải đọc với giọng đọc mạnh mẽ, hào hùng, nhưng cũng có những phân đoạn thì các em cần phải hạ giọng xuống, đọc với giọng điệu trầm ngâm và nhẹ nhàng. Sau đây thì cô sẽ đọc mẫu cho các em, văn bản Tây Tiến nhé. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm hơi, dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng ngửi trời. Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, nhà ai pha luông, mưa xa khơi. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ, bỏ quên đời. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, kìa em xiêm áo tự bao giờ. Khèn lên man điệu nàng e ấp, nhạc về Viêng Chăn xây hồn thơ. Người đi Châu Mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước lũ hoa đong đưa. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng gửi mộng qua biên giới. Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, giải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Tây Tiến người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia phôi, ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe phần đọc mẫu của cô cho văn bản Tây Tiến của tác giả Quang Dũng vừa rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần tìm hiểu chung để cùng nhau đi tìm hiểu một số những thông tin cơ bản liên quan đến tác giả Quang Dũng cũng như bài thơ Tây Tiến nhé. Trước tiên, về tác giả Quang Dũng. Ông sinh năm 1921 và mất vào năm 1988, tên khai sinh là Bùi Đình Diệm hay Bùi Đình Dậu, quê quán ở huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Đông, nay thuộc thành phố Hà Nội. Một vài nét về cuộc đời cũng như quá trình hoạt động cách mạng và tham gia vào văn học của ông chúng ta có thể nói tới, đó là sau cách mạng tháng 8 thì Quang Dũng vào bộ đội gia nhập đoàn quân Tây Tiến, một đơn vị được thành lập vào mùa xuân năm 1947 để thực hiện nhiệm vụ vừa chiến đấu, làm tiêu hao lực lượng của quân đội Pháp, vừa tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc miền núi Tây Bắc của Tổ quốc tham gia vào kháng chiến. Nói về khía cạnh nghệ thuật thì Quang Dũng là một người nghệ sĩ rất đa tài, ông vừa có thể sáng tác nhạc, vẽ tranh, viết văn xuôi, làm thơ. Và đặc biệt về phong cách thơ của ông thì ông chính là một hồn thơ hồn hậu mà tinh tế, phóng khoáng, giàu cảm hứng lãng mạn. Đặc biệt là ngôn ngữ thơ vừa mang màu sắc cổ điển, vừa mới lạ hiện đại, đậm chất nhạc và chất họa. Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể tới, đó là bài thơ Rừng biển quê hương được in vào năm 1957 cùng với tác giả Trần Lê Văn. Tập truyện ký Đường lên Châu Thuận sáng tác năm 1964. Tập truyện Rừng về xuôi được sáng tác vào năm 1968, truyện ký Nhà đồi sáng tác năm 1970 hay là Mây Đầu Ô là một tập thơ nổi tiếng được sáng tác vào năm 1986. Và tiếp theo chúng ta nói về tác phẩm, đó là bài thơ Tây Tiến. Lưu ý rằng là ban đầu, nhan đề của bài thơ đó là Nhớ Tây Tiến, sau này thì đã được rút gọn ngắn lại là Tây Tiến mà thôi. Về hoàn cảnh sáng tác, bài thơ được ra đời vào cuối năm 1948 khi mà Quang Dũng đã chuyển công tác và rời đơn vị Tây Tiến, và bài thơ này được viết tại Phù Lưu Chanh. Tiếp theo là về xuất xứ, bài thơ được trích ra từ tập thơ Mây Đầu Ô, và văn bản mà các em được đọc trong sách giáo khoa được trích từ tuyển tập Quang Dũng của nhà xuất bản Văn học Hà Nội năm 1999 ở trang 96 đến 98. Về thể thơ thì bài thơ được viết theo thể thơ 7 chữ, và chính vì thế phương thức biểu đạt chính của bài thơ chính là biểu cảm. Về cảm hứng chủ đạo thì đó chính là cảm hứng, nỗi nhớ về đồng đội và chiến trường xưa cũ. Bố cục của bài thơ các em có thể chia làm 4 phần như sau. Phần số 1 tương ứng với đoạn thơ thứ nhất, đó là vẻ đẹp thiên nhiên Tây Bắc và hình tượng người lính Tây Tiến. Phần số 2 tương ứng với đoạn thơ số 2, đó chính là những kỷ niệm của tình quân dân thắm thiết và cảnh sông nước miền Tây Bắc thơ mộng. Phần số 3 tương ứng với khổ thơ thứ 3, đó là bức chân dung người lính Tây Tiến. Và phần số 4 là phần còn lại của văn bản, chính là lời hẹn ước và sự khẳng định lại nỗi nhớ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo, đó chính là phần tìm hiểu chi tiết, để cùng nhau tiến hành phân tích những đặc điểm của thể thơ 7 chữ được thể hiện trong bài thơ Tây Tiến, cũng như rút ra được những ý nghĩa, giá trị của bài thơ này nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung đầu tiên, đó chính là vẻ đẹp thiên nhiên Tây Bắc và hình tượng của người lính Tây Tiến được thể hiện ở trong khổ thơ thứ nhất. Ngay bây giờ các em hãy quan sát vào trong khổ thơ thứ nhất trong văn bản sách giáo khoa. Và các em hãy cho cô biết rằng những hình ảnh nào được nhắc đến ở trong hai câu thơ đầu đã khơi nguồn cảm xúc cho nhà thơ. Và những cái từ ngữ gợi bối cảnh không gian và ấn tượng về đoàn quân Tây Tiến là những từ ngữ nào? Các em thân mến, trong hai câu thơ đầu đã thể hiện những chủ đề và cảm xúc chủ đạo của bài thơ, đó chính là cái nỗi nhớ bao trùm không gian và thời gian. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Các em quan sát vào câu thơ đầu, Tây Tiến ơi, đây chính là một tiếng gọi đầy thân thương, thể hiện một nỗi nhớ tha thiết. Cụm từ nhớ chơi vơi, đây là một nỗi nhớ lửng lơ, đầy ắp, không thể định hình, định lượng, mà nó bao trùm được cả không gian và thời gian. Ngoài ra, về khía cạnh nghệ thuật, các em có thể để ý, tác giả đã sử dụng câu cảm, Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, kết hợp điệp từ nhớ và từ lái chơi vơi, cùng với hiệp vần ơi ở hai câu thơ đã nhấn mạnh khắc sâu về nỗi nhớ. Đó chính là một nỗi nhớ da diết, bồi hồi, bật lên thành tiếng gọi Tây Tiến ơi của tác giả. Ngoài ra như các em cũng có thể thấy thì ngay câu thơ đầu tiên tác giả có nhắc đến một cái địa danh, đó chính là sông Mã. Con sông Mã này ở Thanh Hóa là một con sông chảy dọc từ Thượng Lào về đất Việt và nằm trong cái địa bàn hoạt động của những người lính Tây Tiến. Ngoài câu thơ mở đầu, hình ảnh con sông Mã còn được nhắc đến một lần nữa trong bài thơ, đó là sông Mã gầm lên khúc độc hành mà các em sẽ tìm hiểu trong những khổ sau của bài thơ này. Nó cho thấy rằng con sông này không phải là một vật vô tri vô giác mà nó đã trở thành một cái chứng nhân lịch sử, chứng kiến biết bao cuộc buồn vui trong cuộc đời của người chiến binh, và chính cái dòng sông này khi mà có mỗi một người lính ngã xuống đã gầm lên một khúc hát, khúc nhạc ai oán não nùng. Sông Mã cũng vì thế mà trở thành một biểu tượng về một thời nhớ Tây Tiến. Nói tóm lại thì cái cảm xúc chủ đạo được thể hiện ngay từ hai câu thơ đầu đó chính là cái nỗi nhớ. Và ngoài ra thì trong thơ ca của Việt Nam cũng nói về nỗi nhớ rất nhiều, và mỗi nhà văn mỗi nhà thơ lại có những cách thể hiện khác nhau. Trong ca dao thì có câu thơ viết về nỗi nhớ người yêu, ví dụ như là nhớ ai bồi hồi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhưng Quang Dũng trong bài thơ này đã diễn tả nỗi nhớ khá là độc đáo và mới lạ. Chơi vơi, đó là cái trạng thái chông chênh giữa khoảng không rộng, không thể bấu víu vào đâu, cho nên là nhớ chơi vơi, và có thể hiểu là một mình giữa thế giới hoài niệm mênh mông, bề bộn không đầu không cuối, và dường như nỗi nhớ nó nhấc bổng nhà thơ lên chơi vơi giữa không gian và thời gian. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu hai câu thơ số 3 và số 4. Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Ban nãy thì cô có yêu cầu các em tìm ra những cái từ ngữ gợi bối cảnh không gian và những cái ấn tượng về đoàn quân Tây Tiến, thì trong hai câu thơ số 3 và số 4 này đã được thể hiện rất rõ. Các em quan sát vào trong hai câu thơ, chúng ta có thể thấy rằng hai câu thơ đã miêu tả những cái cuộc hành quân trong đêm sương, miêu tả cái vẻ đẹp mờ ảo của núi rừng Tây Tiến, nơi mà những người lính Tây Tiến đã cảm nhận được trên đường hành quân của mình. Với những cái nét vẽ vừa tài hoa vừa chân thực thì hai câu thơ đã làm hiện lên cái bức tranh thiên nhiên của miền Tây Bắc heo hút, hùng vĩ và hiểm trở cũng như thơ mộng. Đó là một cái đêm sương mờ ảo bồng bềnh ở hai địa danh Sài Khao và Mường Lát. Không phải chỉ là màu sương của thiên nhiên che mất tầm mắt mà còn là màu sương mờ ảo của ký ức, của những hoài niệm. Đầu tiên thì ở Sài Khao thì như tác giả mô tả, sương lấp đoàn quân mỏi, sương răng mắc bao phủ che lấp cả một nét vẽ vừa lãng mạn, vừa huyền ảo, vừa hiện thực. Và đoàn quân Tây Tiến đi trong sương mù dày đặc của núi rừng, hình ảnh họ tựa như là chìm đi, ẩn hiện trong cái lớp sương mù huyền ảo đó. Trong câu thơ này, ở vế sau, chúng ta có thể thấy được rằng nhà thơ đã chỉ sử dụng cái bút pháp hiện thực khi miêu tả đoàn quân đã dãi dầu, mệt mỏi hiện ra sau màn sương. Đây là một chi tiết thể hiện rõ cái sự vất vả, gian khổ của những người lính Tây Tiến trên chặng đường hành quân của mình trước cái khắc nghiệt, nguy hiểm của thời tiết và khí hậu miền Tây. Còn với địa danh Mường Lát thì nếu như câu thơ trên nhà thơ đặc tả hoàn toàn cái hoàn cảnh khắc nghiệt của thời tiết thì câu thơ này lại là những nét vẽ phác họa về vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và tâm hồn của người lính. Nó được thể hiện thông qua những từ ngữ đó là hoa về. Qua cách sử dụng từ ngữ này chúng ta thấy được là Quang Dũng đã thật tài tình trong việc vận dụng từ ngữ. Người ta thường nói hoa nở thì nhà thơ lại nói rằng hoa về. Hoa về có thể chỉ những bông hoa rừng mà những người lính bắt gặp trong đêm hành quân, có thể cũng để chỉ những ngọn đuốc như những bông hoa lung linh, lộng lẫy soi sáng đường hành quân của những người lính này, nhưng nó cũng có thể là hình ảnh của những cô gái dân tộc hoặc những nữ chiến sĩ quân y xinh đẹp mà người lính bất chợt gặp trong đêm sương bồng bềnh khiến cảm xúc dâng trào. Có thể thấy người lính hành quân gian khổ nhưng tâm hồn lúc nào cũng lạc quan yêu đời, làm bạn với hoa rừng, với sương núi. Như vậy thì thông qua câu thơ thứ hai chúng ta thấy được rằng một cái nét vẽ đầy lãng mạn trong hồn thơ của Quang Dũng. Hai câu thơ như hai nét vẽ tương phản thể hiện hai điểm cực nổi bật của mảnh đất miền Tây Bắc, khắc nghiệt thật đấy nhưng thơ mộng đẹp đẽ vô cùng. Và có lẽ những người lính Tây Tiến hẳn phải rất tinh tế lãng mạn mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của không gian núi rừng như vậy, vẻ đẹp trong những cái khó khăn, gian khổ trên đường hành quân của mình. Tiếp theo chúng ta nói về các câu thơ số 5, 6, 7 các em quan sát vào trong sách giáo khoa. Nhiệm vụ của các em đó là hãy nhận diện cho cô những cái nhịp điệu, nhạc điệu, hình thức đối và những kết hợp từ ngữ khác lạ trong đoạn thơ này. Những cái câu thơ tiếp theo trong đoạn thơ nó đã gợi tả một cái bức tranh thiên nhiên đầy hoang vu dữ dội với dốc cao, vực sâu và chặng đường hành quân vất vả của những người lính Tây Tiến. 4 câu thơ đó là dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng ngửi trời, ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Ở trong đoạn thơ này thì tác giả đã sử dụng những cái nét vẽ rất là gân guốc, mạnh bạo với bút pháp tả thực để vẽ lên một bức tranh quang cảnh thiên nhiên Tây Tiến đầy sự hoang vu dữ dội hiểm trở với dốc cao vực thẳm, với những dốc núi chập trùng, lên cao xuống thấp, dốc cao vực thẳm. Trong đoạn thơ này chúng ta phát hiện ra nhà thơ đã sử dụng nghệ thuật điệp từ dốc, cho thấy thiên nhiên không còn là đối tượng để thưởng thức ngắm nhìn nữa mà chính là một đối thủ, là một thử thách, hết lên lại xuống, xuống thấp rồi lại lên cao, đèo nối đèo, dốc tiếp dốc không dứt không ngừng nghỉ. Ngoài ra thì các biện pháp nghệ thuật khác như là việc sử dụng các từ láy tạo hình như là khúc khuỷu, thăm thẳm, heo hút và sử dụng nhiều thanh chắc. Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm. Trong câu thơ này có 7 chữ mà đã được sử dụng đến 5 chữ là thanh trác rồi. Và có câu thơ gãy làm đôi, đó là ngàn thước lên cao ngàn thước xuống. Và nghệ thuật đối lập đã nhấn mạnh chiều cao, độ sâu, sự gồ ghề và khúc khuỷu của dốc núi. Lúc này thì bức tranh thiên nhiên đã gợi lên cả cái chặng đường hành quân đầy vất vả và gian khổ của những người lính Tây Tiến. Trên chặng đường hành quân họ đã phải trèo đèo, vượt suối, băng rừng và vượt qua những cái đỉnh núi cao đến chạm trời, phải hành quân trong sương mù dày đặc, trong những cái trận mưa rừng, đặc biệt là hình ảnh nhân hóa rất đẹp. Súng gửi trời đã làm hiện lên hình ảnh núi cao heo hút. Trên chặng đường hành quân, những người lính phải vượt qua những đỉnh cao đến chạm trời. Đây còn là một cách nói khá là dí dỏm, đầy chất lính, cho thấy những người lính trẻ giữa khó khăn gian khổ thì vẫn mang cái nét tinh nghịch, hồn nhiên và yêu đời. Ý thơ này cũng làm nổi bật lên tầm cao kỳ vĩ của người lính cách mạng, làm chủ cả non sông đất nước của mình. Ngoài ra thì câu thơ nhà ai pha luông mưa xa khơi, trong câu thơ này thì nhà thơ đã sử dụng một số những cái thanh bằng để tạo ra cái cảm giác nhẹ nhàng và diễn tả được cái tâm trạng của người lính bình thản trước những gian lao. Nói tóm lại thì trong 4 câu thơ đã hiện ra cho chúng ta thấy được một bức tranh thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ dữ dội, thử thách lòng quả cảm của người lính Tây Tiến. Tuy vậy nhưng họ vẫn luôn luôn hồn nhiên và yêu đời, hướng tới tương lai phía trước. Như đã nói thì chúng ta thấy được cái hoàn cảnh, cái không gian hành quân của những người lính này là rất vất vả, khó khăn và tràn đầy những hiểm nguy luôn luôn rình rập. Và khi mà phải trải qua nhiều những cái khó khăn vất vả như vậy thì hẳn rằng họ cũng sẽ có những cái phút giây mệt mỏi, và nó được thể hiện trong câu thơ: Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Và thông qua 2 câu thơ này thì nó đã cho chúng ta thấy được những cái vất vả, mệt mỏi, nhọc nhằn và thậm chí là cả sự hy sinh của những người lính Tây Tiến. Nhà thơ Quang Dũng đã sử dụng bút pháp tả thực ở trong 2 câu thơ này và miêu tả một giấc ngủ ở đây, một khoảnh khắc nghỉ ngơi của người lính sau cái chặng đường hành quân mệt mỏi, dẹo dã. Trước những cái vất vả của dãi dầu nắng gió mệt mỏi khiến cho những người lính chỉ cần gục lên súng mũ trong một tư thế không hề thoải mái, nhưng họ vẫn có thể ngủ một giấc say sưa như đã chết. Hoặc cũng có thể hiểu là một cách khác, đó là miêu tả sự hy sinh. Có thể là vì dãi dầu nhiều nắng mưa sương gió, vì căn bệnh sốt rét mà những người lính Tây Tiến mệt mỏi đến kiệt sức, không thể bước tiếp được nữa và họ ngã gục xuống một cách thanh thản và nhẹ nhàng. Anh gục xuống khi đang hành quân, súng mũ vẫn bên mình, vẫn nghiêm trang trong hàng ngũ. Và ở đây tác giả đang sử dụng cái nghệ thuật đó chính là nói giảm nói tránh ở cái cụm từ không bước nữa và bỏ quên đời, thể hiện người lính hy sinh chỉ như đang chìm vào giấc ngủ khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Như vậy thì ở 2 câu thơ này, đó là việc mà tác giả đã sử dụng một cái khẩu khí rất lãng mạn để có thể nói tới sự hy sinh, nhưng lại là một sự hy sinh nhẹ nhõm, kiêu bạc để làm giảm bớt được những cái đau thương và bi lụy. Tiếp theo chúng ta nhìn vào cho cô câu thơ số 11 và 12. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp trêu người. Trong 2 câu thơ này thì nhà thơ đã sử dụng các từ láy chiều chiều, đêm đêm để chỉ cái quãng thời gian lặp đi lặp lại. Những âm thanh như là thác gầm thét và hình ảnh cọp trêu người là sự khẳng định cái bí mật, cái uy lực khủng khiếp của ngàn đời, của chốn rừng thiêng nước độc, được nhà thơ Thế Lữ từng được miêu tả trong bài thơ Nhớ Rừng: nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già, với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi. Như vậy thì chiều nối chiều, đêm tiếp đêm, thác thì gầm thét, cọp thì trêu người, như để thử thách trí can trường của các anh chiến sĩ, chiến binh Tây Tiến. Nhưng những nguy hiểm, đầy đe dọa ấy chắc chắn vẫn không đủ để làm những người lính Tây Tiến nản lòng. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nói về các câu thơ số 13 và 14. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Trong những khó khăn gian khổ hy sinh giữa núi rừng miền Tây Bắc, đầy dữ dội, hoang vu và hiểm trở, nhưng cũng mang nét thơ mộng lãng mạn, vẻ đẹp tâm hồn của những người lính Tây Tiến và tình quân dân thắm thiết đã được nhà thơ gợi tả trong 2 câu thơ này. Tác giả sử dụng cụm từ nhớ ôi, xuất phát từ tình cảm sâu sắc, mãnh liệt, gợi lên bao bâng khuâng, nhớ nhung và nhớ những cái kỷ niệm không thể phai mờ về tình quân dân thắm thiết. Ngoài ra thì ngành cơm lên khói gợi một cái cảnh tượng thật là đầm ấm, gần gũi, nhưng nó cũng mộc mạc và giản dị. Sau bao nhiêu khó khăn băng rừng vượt núi, lội suối trèo đèo thì những người lính tạm dừng chân, được nghỉ ngơi ở một bản làng nào đó và nhận được cái sự đón tiếp rất nồng hậu của đồng bào địa phương. Họ quây quần bên những nồi cơm đang bốc khói và cảm nhận được tình người ấm áp nơi xứ lạ. Tiếp theo là cái chi tiết thơm nếp xôi. Đến với Mai Châu, vào mùa lúa nếp, người lính Tây Tiến cũng cảm nhận được cái tình cảm mến thương và sự thơ mộng của vùng đất này qua hương thơm của nếp rừng. Hương thơm của tình mẹ, tình em ấy sẽ theo suốt dọc đường cuộc đời của những người lính Tây Tiến. Cái đặc sắc nhất của câu thơ đó chính là ở 2 chữ mùa em, đó là cách định danh, không gọi tên một mùa cụ thể như mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hay mùa đông, mà gọi một cách rất ấn tượng, đó là mùa em. Mùa là một đơn vị đo thời gian, còn em là một chủ thể trữ tình. Sự kết hợp độc đáo này khiến cho mùa không còn là của thiên nhiên đất trời mà đã trở thành mùa của niềm thương nỗi nhớ, mùa của trái tim người lính khi hướng về cái bóng dáng thân thương và những cái tấm lòng thơm thảo. Nói tóm lại thì qua cái ngòi bút vừa hiện thực vừa lãng mạn của Quang Dũng, cảnh tượng núi rừng Tây Bắc hiện lên rất sinh động, với núi cao, vực sâu, dốc thẳm, mưa rừng, sương mù, thác gầm, cọp thét, và đó cũng chính là những kỷ niệm đáng tự hào của người lính Tây Tiến. Bên cạnh cái sự mạnh mẽ ấy thì chúng ta còn nhìn thấy được cái chất lãng mạn được thể hiện chủ yếu, cảm hứng hướng tới cái cao cả, sẵn sàng xả thân, hy sinh tất cả cho lý tưởng chung của cộng đồng, của toàn dân tộc, và từ đó thì nó làm nổi bật lên cho chúng ta một cái hình tượng người lính vừa dũng cảm, can trường, vừa lãng mạn, hào hoa. Tiếp theo chúng ta cùng đi tìm hiểu những kỷ niệm của tình quân dân thắm thiết và cảnh sông nước miền Tây Bắc thơ mộng. Các em hãy nhìn vào cho cô 4 câu thơ đầu của khổ thơ thứ 2. Doanh trại bừng lên hội đức hoa, kìa em xiêm áo tự bao giờ, khèn lên man điệu nàng e ấp, nhạc về Viêng Chăn xây hồn thơ. Trong khổ thơ này, đầu tiên đó chính là từ bừng lên, gợi cho chúng ta cái cảm giác ấm áp và gợi niềm vui lan tỏa. Rõ ràng cái chữ bừng là một cái nét vẽ có thần. Bừng là làm sáng lên, bừng lên, và là cái cảm giác tưng bừng nhộn nhịp. Cả doanh trại bừng sáng tưng bừng sôi nổi hẳn lên khi đêm diễn văn nghệ bắt đầu. Và ngoài ra thì trong cái ánh sáng lung linh của lửa đuốc, trong âm thanh réo rắt của tiếng khèn, cả cảnh vật, cả con người đều như ngả nghiêng, bốc men say, ngây ngất và dạo dực. Hai chữ kìa em và cụm từ tự bao giờ đã thể hiện cho chúng ta thấy một cái nhìn vừa ngỡ ngàng, ngạc nhiên, vừa mê say, vui sướng. Nhân vật trung tâm, linh hồn của đêm văn nghệ là những cô gái nơi núi rừng miền Tây bất ngờ hiện ra trong những bộ xiêm áo lộng lẫy, e thèn, dịu dàng, tình tứ trong một vũ điệu đậm màu sắc, bản xứ, đã thu hút cả hồn vía của những chàng trai người lính Tây Tiến. Bên cạnh đó, chúng ta thấy được cái cảm hứng lãng mạn bay bổng của đoạn thơ còn được thể hiện rõ hơn qua câu thơ nhạc về Viêng Chăn xây hồn thơ. Đêm liên hoan diễn ra trong doanh trại nằm ở vùng giáp ranh biên giới Việt-Lào, nên âm thanh réo rắt của tiếng khèn, tiếng nhạc vang vọng, bay về tận Viêng Chăn. Đêm liên hoan xây hồn thơ trong tâm hồn của những người lính trẻ, nên tâm hồn họ cũng trở nên bay bổng, phiêu diêu theo tiếng khèn, tiếng nhạc. Nhìn chung thì trong 4 câu thơ này, đó chính là cái nét khắc họa về đêm liên hoan trong doanh trại, là những câu thơ đầy chất thơ, chất nhạc, và thể hiện rõ cái hồn thơ Quang Dũng, tài hoa, hồn hậu và phóng khoáng. Tiếp đến, các em quan sát vào 4 câu thơ sau ở trong đoạn thơ số 2 này, đó chính là những cái kỷ niệm về một buổi chiều sương hành quân qua Châu Mộc. Người đi Châu Mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên đập mộc, trôi dòng nước lũ hoa đong đưa. 4 câu thơ này là nỗi nhớ sâu đậm của những người lính Tây Tiến về bức tranh thiên nhiên miền Tây Bắc được cảm nhận trên đường hành quân qua Châu Mộc. Trong đó, câu thơ thứ nhất gợi tả cả không gian và thời gian. Thời gian là vào một buổi chiều, còn không gian thì là bảng lảng sương khói. Buổi chiều ấy có sương răng mắc bao phủ khắp các bãi bờ, làm bức tranh cảnh vật có phần mờ nhòe nhạt nhòa. Sự mờ nhòe nhạt nhòa ấy không chỉ bởi cái màn sương bao phủ mà nó còn bởi cái màn sương của ký ức, của những hoài niệm, nhưng cũng chính vì thế mà cảnh vật trở nên mềm mại, cũng như có hồn hơn, hư ảo giống như một bức tranh thủy mặc. Còn 3 câu thơ còn lại thì đó là những cái nét miêu tả cảnh sông nước miền Tây Bắc, cảnh sông nước mênh mông với bến bờ cỏ lau hoang dại đượm màu cổ tích, hình ảnh hoa lau gợi nét đặc trưng của thiên nhiên rừng núi. Cái hay của đoạn thơ là ở chỗ nó không chỉ vẽ lên được cái bức tranh cảnh vật mà còn gợi được cả hồn của cảnh vật. Lúc này thì lao dại đã mất đi cái vô tri vô giác vốn có, và dường như nó đã được thổi hồn, gợi được cái hồn của bức tranh cảnh vật hoang dã mà lại mang cái nét thơ mộng và đáng yêu. Hồn lau ở trong thơ Quang Dũng là một hồn lau của sự ly biệt, có phảng phất chút buồn và đầy nỗi nhớ nhung, lưu luyến và bịn dịn. Bên cạnh đó thì các em thấy rằng tác giả còn sử dụng điệp ngữ có thấy, có nhớ, luyến láy, giống như là đang khắc chạm vào lòng người chúng ta một cái nỗi nhớ da diết cháy bỏng khôn nguôi. Câu thơ có nhớ dáng người trên đập mộc làm cho bức tranh cảnh vật hoang sơ bỗng nhiên có sự xuất hiện của con người. Dáng người trên đập mộc ở đây là một cái hình ảnh mềm mại uyển chuyển của những cô gái Thái đang đưa các chiến sĩ vượt sông, và cũng có thể hiểu nó là một cái dáng hình đầy kiêu dũng của những người chiến sĩ Tây Tiến đang trèo chống con thuyền vượt thác dữ trên đường hành quân. Và hình ảnh ấy đã tạo nên một cái nét đẹp rắn giỏi, khỏe khoắn cho bức tranh thiên nhiên thơ mộng và mềm mại. Câu thơ cuối cùng sử dụng nghệ thuật đối lập. Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa, đó là sự đối lập giữa cái dữ dội của thiên nhiên là dòng nước lũ với cái mềm mại, dịu dàng của những bông hoa rừng. Từ lấy đong đưa đã được tác giả sử dụng đầy sức gợi, gợi ra một cái hình ảnh bông hoa đang đong đưa dập dềnh làm duyên làm dáng trên dòng nước lũ. Người và hoa như họa thêm vẻ đẹp cho nhau và làm nên một cái bức tranh thật là lãng mạn cũng như thật là hào hùng. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang phần số 3. Đó là hình tượng người lính Tây Tiến, bi thương, hào hùng và lãng mạn. Ở trong đoạn số 3 này, chúng ta quan sát vào trong văn bản bài thơ cho cô. Ở trong hai câu thơ đầu của đoạn thơ số 3, Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùm. Ở trong hai câu thơ này thì nó đã khắc họa hình ảnh ngoại hình của những người lính Tây Tiến. Trước hết, đó là cái hình ảnh đầu trọc, da xanh, đều là những cái di chứng của căn bệnh sốt rét và hiện thực là cả một đoàn quân đầu trọc da xanh. Trong thơ ca thời kỳ kháng chiến chống Pháp, khi viết về người lính thì cũng thường nói đến cái căn bệnh sốt rét hiểm nghèo này, ví dụ như là trong bài thơ Đồng Chí của tác giả Chính Hữu. Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người, vầng trán ướt mồ hôi. Quang Dũng trong Tây Tiến thì không hề che giấu những cái gian khổ, khó khăn, nhọc nhằn và vất vả của người lính. Chỉ có điều tất cả thông qua ngòi bút của ông vừa trở lên hiện thực vừa trở lên lãng mạn. Những cái đầu chọc không mọc tóc của những người lính Tây Tiến đâu phải là một cái hình ảnh ly kỳ, giật gân, là sản phẩm của trí tưởng tượng, xa rời thực tế. Ở đây, như các em thấy, thì những người lính Tây Tiến phải hoạt động ở chốn rừng thiêng nước độc, ở đó có những con suối rửa chân rụng lông, gội đầu rụng tóc. Có người thì cạo đầu chọc để thuận tiện khi đánh giáp lá cà với địch, người thì bị sốt rét đến rụng tóc chọc đầu. Đâu còn cái vẻ lịch lãm thư sinh của những chàng trai tiểu tư sản ở đất Tràng An ngàn năm văn hiến. Nhưng đó chính là quy luật tất yếu của chiến tranh. Như vậy thì thông qua cái nét vẽ đầy hiện thực cũng đầy lãng mạn, đặc biệt là cái hình ảnh không mọc được tóc, nó cũng thể hiện một cái khẩu khí đầy kiêu hùng, ngang tàng cũng như sự chủ động của người lính trước hoàn cảnh. Chúng ta nói về hai câu thơ tiếp theo. Mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Nếu như hai câu thơ trước thì nói về khắc họa về cái vẻ đẹp ngoại hình, thì đến hai câu thơ này lại là những vẻ đẹp về tâm hồn. Quang Dũng đã sử dụng những hình ảnh rất hiện thực để tô đậm vẻ đẹp phi thường của người lính. Hai chữ mắt chừng gợi lên nhiều liên tưởng. Mắt chừng ở đây là mắt mở to, dữ dội, ngùn ngụt ý chí nhìn thẳng về phía kẻ thù với chí khí mạnh mẽ, dám thề sống chết. Đôi mắt mở to luôn nâng cao cái tinh thần cảnh giác để bảo vệ đất nước. Ngoài ra thì đôi mắt ấy còn gửi mộng qua biên giới. Em hiểu gửi mộng qua biên giới ở đây là gì? Mộng ở đây chính là mộng giết giặc lập công, mộng hòa bình độc lập, không chỉ vì độc lập tự do của đất nước mình mà còn vì độc lập tự do của nước bạn, Lào. Và tưởng chừng trong cái gian khổ hy sinh, người lính Tây Tiến không còn thời gian để mà mơ mộng. Ấy vậy mà mơ mộng không hề mất đi sự hào hoa của một chàng trai Hà Nội, đặc biệt là thông qua câu thơ Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm trước đây đã từng bị phê phán là buồn rớt, mộng rớt tiểu tư sản. Nhưng người lính Tây Tiến vốn xuất thân là học sinh sinh viên Hà Nội, họ ra đi từ mái trường giảng đường, cho nên những cái tâm hồn đó vẫn còn đầy những cái sự thơ mộng. Họ vẫn dành những cái giờ phút thảnh thơi thư thái để nhớ về một Hà Nội ngàn năm văn hiến với dáng hình của những cô gái xinh đẹp yêu kiều. Nét lãng mạn như vậy, ở trong một hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, không phải là buồn rớt, mộng rớt, mà chính là biểu hiện của một bản lĩnh phi thường. Chính những cảm xúc lãng mạn ấy đã cân bằng tâm hồn họ giữa những khắc nghiệt, nghiệt ngã của chiến tranh, đã tiếp thêm sức mạnh để họ thực hiện những lý tưởng cao đẹp của mình. Như vậy thì câu thơ Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm đã thể hiện được cái chất tài tử hào hoa của người lính Tây Tiến. Thời gian và độc giả hơn nửa thế kỷ qua đã khẳng định được cái hay riêng của thơ Quang Dũng vì nó góp phần làm phong phú thêm chân dung anh bộ đội Cụ Hồ trong kháng chiến chống Pháp. Tiếp theo là hai câu thơ Giải rác biên cương mồ viện xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Hai câu thơ này nói về sự hy sinh và lý tưởng cao đẹp của những người lính Tây Tiến. Nhà thơ Quang Dũng đã nhìn thẳng vào sự khốc liệt của chiến tranh, không hề né tránh hiện thực khi miêu tả về cái chết. Viết về cái chết của người lính trên dọc đường hành quân và chiến đấu, tác giả đã sử dụng những từ ngữ được sắp xếp theo chiều tăng tiến của sự bi thảm. Đó là giải rác, đã giải rác tận nơi biên cương, tận vùng núi xa xôi hẻo lánh, giải rác tận nơi viễn xứ, thậm chí là tận nơi nước người. Những người lính Tây Tiến nằm lại nơi chiến trường rất nhiều, những nấm mồ sơ sài vội vã, nằm giải rác khắp biên thùy. Đoạn thơ này tưởng chừng như là bi lụy, nhưng đó lại là một lý tưởng cao đẹp, Những người lính khi ra đi đều biết rằng rất có thể họ cũng sẽ phải nằm lại nơi núi rừng như bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống, nhưng vì lý tưởng cao đẹp, họ sẵn sàng hy sinh cuộc đời và tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Hơn nữa, nói về sự hy sinh của người lính Tây Tiến, nhà thơ Quang Dũng đã sử dụng nhiều từ Hán Việt như là biên cương này, chiến trường, viễn xứ. Đó là cách mà nhà thơ trang trọng hóa sự hy sinh của những người lính Tây Tiến. Và nó cũng đồng thời là sự kính cẩn, nghiêng mình của nhà thơ trước sự hy sinh của đồng đội, biến những nấm mồ nơi rừng sâu hoang lạnh thành những mộ chí thiêng liêng. Và tiếp theo chúng ta nói về hai câu thơ Áo bào thay chiếu anh về đất, Sông Mã gầm lên khúc độc hành. Hai câu thơ này chính là sự tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh của những người lính Tây Tiến. Với câu thơ Áo bào thay chiếu anh về đất, Quang Dũng đã khắc tả tinh thần của những người lính giống như người phu tráng sĩ thời xưa. Họ coi cái chết nhẹ tựa như là lông hồng. Ngày xưa thì người tráng sĩ chọn cái chết hiên ngang nơi trận mạc với da ngựa bọc thây và coi đó là vinh quang tột đỉnh. Và còn chiến sĩ Tây Tiến thì họ chỉ cần một cái áo bào thay chiếu anh về đất. Cái cách nói đáng chú ý ở đây đó là áo bào thay chiếu là cách nói bi tráng hóa, tráng lệ hóa sự hy sinh của người lính. Áo bào từ Hán Việt là áo để dành cho vua hoặc là khanh tướng, nhưng ở đây nó lại là chỉ chiếc áo lính. Những người lính khi ngã xuống không cần phải có manh chiếu bọc thân, chỉ cần có chiếc áo đơn sơ vẫn mặc hàng ngày. Các anh đã có thể thanh thản trở về với đất mẹ. Anh về đất là cách nói giảm nói tránh, đi cái chết, để làm cho câu thơ bi nhưng mà không lụy. Đối với người lính thì cái chết đơn giản chỉ là ngủ quên đời, anh về đất, nhưng có cái chết nào, có sự hy sinh nào mà không gây nên sự bi thương. Con sông Mã, chứng nhân của lịch sử, đã chứng kiến sự hy sinh của những người lính Tây Tiến. Nó gầm lên giống như một con chiến mã trung thành, đau thương khi chứng kiến cái chết của những người bạn đồng hành. Dòng sông như cất lên một khúc tráng ca, đưa người lính về với đất, với bao tiếc thương ngậm ngùi. Chỉ bằng âm thanh ấy, Quang Dũng đã truyền được vào câu thơ tất cả những cái sự bi tráng và sự hy sinh cũng như cái nỗi đau xót trong lòng người chiến sĩ khi phải vĩnh biệt đồng đội. Và trong cái âm hưởng dữ dội, hào hùng của thiên nhiên ấy, cái chết của người lính không hề bi lụy mà thấm đẫm chất anh hùng của thời đại. Và đoạn cuối cùng của bài thơ đó chính là khổ thơ cuối, với 4 câu thơ đi khẳng định lý tưởng sâu sắc. 4 câu thơ này nó chính là một cái lời kết luận cho cả bài thơ, khẳng định cái lý tưởng sâu sắc của người lính Tây Tiến. Nhịp thơ thì chậm, giọng thơ thì buồn, nhưng linh hồn của đoạn thơ vẫn là cái sự hào hùng vốn có. Trong đó thì hai câu thơ Tây Tiến, người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia vôi chính là lời khẳng định ra đi không hẹn ngày trở về. Như các em được biết thì do cái hoàn cảnh trong cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thì cái hoàn cảnh lịch sử quá là ngặt nghèo. Cái cuộc kháng chiến đang ở trong cái giai đoạn đầu chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, đòi hỏi phải lấy tính mạng để đổi lấy độc lập tự do. Nên là những người lính Tây Tiến cũng có một cái tinh thần ấy, tức là ra đi thì cũng là không hẹn ngày trở về, ra đi là xác định chia phôi. Và cái ý thơ nó đã lột tả cái lý tưởng chiến đấu cao cả của anh bộ đội Cụ Hồ, làm nổi bật được cái phẩm chất yêu nước và cái phẩm chất anh hùng của họ. Và bài thơ đã khép lại bằng hai câu thơ thể hiện sự gắn bó máu thịt của người lính với một thời Tây Tiến. Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi. Hai câu thơ này một lần nữa tô đậm lên một cái tinh thần thời đại, tinh thần chung của người lính Tây Tiến, đặc biệt là cái đại từ ai được sử dụng. Nó phím chỉ nhưng rõ ràng là chỉ những người lính Tây Tiến. Mùa xuân ấy là mùa xuân năm 1947, khi những người lính lên đường lên Tây Tiến, hoặc chúng ta cũng có thể hiểu theo một cách khác là để chỉ cái tuổi thanh xuân của người lính. Những người lính Tây Tiến ra đi vào mùa xuân năm ấy khi tuổi đời còn rất trẻ, đang tràn trề sức sống, khát vọng và lý tưởng cao đẹp. Họ ra đi chiến đấu là vì một mùa xuân cho đất nước. Và trong câu thơ cuối, Sầm Nứa là tên địa danh của nước bạn Lào, nằm trong địa bàn hoạt động của đoàn binh Tây Tiến. Có lẽ rằng là nhà thơ đang thể hiện một cái tâm nguyện âm thầm và thủy chung son sắc của tất cả những ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, bởi trong lòng họ, thời gian gắn bó với trung đoàn, với miền Tây từ mùa xuân ấy là khoảng thời gian quý giá nhất trong cuộc đời, khoảng thời gian vời vợi nhớ thương. Dù có chia xa, nhưng tâm hồn của những người lính sẽ mãi đi về với miền Tây, với miền Sầm Nứa, Pha Luông, Mường Hịch và những vùng đất xa xôi đong đầy kỷ niệm của đồng đội với trung đoàn Tây Tiến trong những năm tháng gian khổ hào hùng. Như vậy thì cô vừa hướng dẫn các em đi tìm hiểu bài thơ Tây Tiến của tác giả Quang Dũng. Tiếp theo chúng ta cùng đến với phần tổng kết để cùng nhau đi tổng hợp những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Trước tiên về mặt nội dung, thì đoạn thơ đã cho thấy tình cảm, sự gắn bó của nhà thơ với một thời Tây Tiến, với đồng đội thân yêu, cho thấy một tâm hồn đầy lãng mạn, hào hoa của người lính Tây Tiến trong một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc. Về nét nghệ thuật, chúng ta có thể kể tới đó là cái bút pháp nghệ thuật vừa hiện thực vừa lãng mạn, cách sử dụng ngôn từ để sáng tạo, tài hoa, hình ảnh thơ đa dạng và được sáng tạo bằng nhiều bút pháp khác nhau, tạo nên một cái sắc thái thẩm mỹ phong phú. Ngoài ra thì về cái khía cạnh ngôn ngữ thì đoạn thơ vừa có cái thứ ngôn ngữ trang trọng, có màu sắc cổ kính, nhất là cái đoạn miêu tả trực tiếp hình ảnh người lính Tây Tiến và sự hy sinh đầy bi tráng của họ. Lại có những cái lớp từ thông tục, sinh động, thể hiện cái lời ăn tiếng nói hàng ngày, in đậm trong phong cách của người lính, kết hợp từ thì độc đáo mới lạ, ví dụ trong văn bản như là giữ oai hùm, dáng kiều thơm hay là anh về đất. Và phần cuối cùng của nội dung bài học ngày hôm nay đó chính là phần luyện tập và vận dụng. Cô có bài tập dành cho các em như sau. Viết luận văn khoảng 150 chữ, trình bày cảm nhận của bạn về một nét đẹp của hình tượng người lính Tây Tiến. Cô hướng dẫn các em cách thực hiện đối với đề bài nêu trên như sau. Về mặt hình thức thì các em sẽ cần phải đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn, tức là khi viết đoạn văn các em không được xuống dòng. Và ngoài ra thì các em hạn chế mắc các lỗi liên quan đến chính tả và diễn đạt trong bài viết. Về mặt nội dung thì các em sẽ vận dụng những kiến thức mà chúng ta vừa tìm hiểu ở trong bài thơ Tây Tiến của tác giả Quang Dũng, chọn ra một nét đẹp của hình tượng người lính để tiến hành nêu cảm nhận, cảm nghĩ của mình về hình tượng đó. Như vậy thì ngày hôm nay cô trò chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong tiết đọc hiểu văn bản Tây Tiến của tác giả Quang Dũng. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong những video bài giảng tiếp theo. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.